Xin chào cả nhà nha. Bữa nay trời mưa bão cả nhà ơi. Nay mình mưa bão không có gì đó, mình chỉ để với Nam Lợi có được mơ cá lau kiến nè. Giờ mình làm món cá lau kiến, hổm rồi ăn chuột ăn rắn rồi. Hôm nay đậu là ăn cá. Bây giờ này mình làm hai món, một món nướng với lại một món hầm sả bạn ơi. Giờ tí làm nè. Cá này mình rửa sạch rồi nè các bạn ơi. Cá con bự bự không? Đấy, có một con sắp nửa ký không ạ? Mấy con, mấy con có biết rồi. Biết rồi. 9 con. Này thì mình bắt nước lên để mình luộc nó nè các bạn. Mình bắt nước mình bỏ cái sả vô. Là mình bỏ thêm miếng gừng nữa. Đợi nước sâu cái mình sau cái mình bỏ cá vô. Món này thì đơn giản dễ làm. Nước sôi rồi nè các bạn ơi. Giờ mình bỏ cá vô. Kiếm nó còn sống nữa. Con cá này nó dai lắm, dai nhách. Dai lắm. Ba người. Luộc 4 con đi. Hết thảy là 9 con, mình luộc 4 con đi. Còn lại 5 con mình nướng. Con này nằm trên chút nữa mình trở nữa các bạn ơi. Mình đậy nắp lại. Sôi quá trời rồi các bạn ơi, nó nứt da ra luôn rồi nè. Có gừng nó bắt lên nó thơm quá trời luôn các bạn ơi. Mình trở ngược cá nó lại đây. Xem sao. Không có gãy không. Ừ, được, không gãy. Chế cái nước gia vị này vô trong cái bộ con cá này cho nó rút bạn ơi. Hơi nó lên nó quặn vô màn hình không sáng được. Đại lượng tiếp. Đây mình gọi đó mình thăm nó cái nữa bạn ơi. Nãy giờ nó sôi cũng 10 phút rồi, nó chín rồi mình tắt bếp bạn ơi. Tắt chút nó nguội là mình dỡ nắp ra cho nó không có hơi khói lên, quay nó mới rõ. Giờ thì mình đâm muối ớt bạn ơi. Hai món này thì mình chấm muối ớt nè. Mình chấm muối ớt chanh. Tí nhóm lửa có than rồi nè các bạn. Ra cá lên rồi nè. Mình lấy xuống bớt con rồi các bạn ơi. Còn 4 con nướng cho mau chín, lại có 1 con bự nó dư ra ngoài. Mình đẩy ra nè. Sâu rồi các bạn ơi, nè, sâu trong quá trời rồi nè. Trời nó sâu. Ủa, con này nãy trở chứ tí. Chưa trở nè, không. Còn chiều này nữa phải không? Con này mà, con này để lên sao. Con này từ từ. Xì mỡ cũng dữ chứ bộ. Nước da rồi nè. Bây giờ mình vớ cá ra các bạn ơi. Ủa.
Rớt ra ngoài cái nào này cho nó thấp, nó gọn, cái nào bên đây bự cao quá. Gì gấp nó bị dướng. Cá lau kiến này cái dại nó dày và nó xấu gì chứ thịt nó ngọt lắm bạn ơi, thịt nó ngon lắm. Bắt đầu ăn hơn mà bắt vô mặt mặt như con chó gấu. Xong rồi bạn ơi, ơi đem lên hai con thôi, đem lên hai con bạn ơi, còn hai con để đó cho nóng. Mình đứng cửa thang là chín nè, giỏ nó còn vàng rờ. Rồi cái này khói bốc lên nguôi ngút. Mấy anh em mình làm món xong rồi các bạn ơi. Món bữa nay thì cũng đơn giản, chỉ có lau kiến không. Cá lau kiến là đem về cạn với cá la hán đẻ có con đẹp lắm tí. Không, nhìn thấy quá, không mua, không mua con tặng chứ không cầm. Chứ giao cặp nó em. Đẻ ra cá lau gì. Chấm đi. Bẻ ra sao cái bọng không vậy? Đó coi. Lên nghi ngút không biết gì. Dính lại khúc đó rồi tua tao kê kê tí nữa. Tự chú nó mấy con chú này thua mù nữa rồi. Thôi người con đi chỗ ngang toàn. Bẻ cũng sao nó rầu rồi con. Bẻ ra con cũng ống không phòng thịt vô rau rồi đó. Nay sáng trời mưa bão các bạn ơi. Không có đi kiếm gì được rau, có mấy cả rau kiến nè. Thịt nó ngọt phải không? Nó thì thịt nó ít thịt mà thịt nó ngọt lắm. Giờ chi câu phành hay là mẹ nghe cái này. Thôi chơi công si luôn cũng được. Nó xài chung đi tới mày. Xài chung không? Ngắt cục đó nữa thì còn cục trên đây cục đâu. Cái này là ý trời. Cái này là ý trời đã định nghe. Anh về với em hả? Trời ơi, đâu do. Tao nhà cũng không nhận được, còn có mấy cục thịt nướng xương xương nướng. Cái này các bạn cho anh thấy này. Thịt cá lóc kiến thịt ngon. Bả chứ. Của tao không có miếng thịt nào của nó cái thịt tiếp ngay chết. Tại nay là người ta kêu mình số phận như trời đã định rào. Chén mà đâu tí. Cái chén đi chứ bỏ vô chứ. Đó. Nguyên bên luôn ạ. Xin mời các bạn ăn cá cho mình ha. Quá là chào tình nhân thật con cá thằng dao dép chồng mở ra mình dưới mang luôn rồi dép gì nào được rồi mang chưa đâu không cá thấy chưa nói nó mang luôn rồi bạn. Tất cả cũng có kem gì phải hấp dẫn đó. Trời ơi. Trời ơi. Chị dâu mình đem ra mấy cục sườn một nắng nữa này bạn ơi. Trời ơi đã nói vậy mà nói chứ. Gì phẩm đồ nó cái gì cũng bán cặp bán chứ. Cá này gì? Cá này làm khô á là 200 mấy ký. 250 cái bình thì bán có đâu tay làm khô ở dưới miền Tây nhiều lắm chứ cá là khô cá phải bự khô này là thật không nữa thì có lớn vậy đó có lớn vậy là bự rồi con nữa thôi rồi thật đâu rồi có một nắng mà 200 mấy ký thì không khỏi này cũng không khô tí đâu nghe khoe chứ sao cái này tao cái chú nào mà nhức đầu nhiều phu câu thôi chứ còn nói gì nữa. Xin mời các bạn nha.
ráo nhé, để mình thì đòi lạnh trong đâu có hay nhầm gì mấy con đế chứ. Giờ cái này chú Năm nó lạnh từ trong tới ngoài ở gì tôi còn món thử xem sao. Cái hàm đó mà có gì trong đó xem sao, còn không gì trong này ý trời đã đỡ đâu. Xin lỗi bạn nha. Con sâu cũng khác, con sâu đợi đợi con bé trước luôn, con sâu thì đang tiệc trước con bé nghe cái con cút cái con cái đầu luôn. Cá học viên nãy không thơm, giờ nướng gì mà nghe thơm dữ rồi. Trường heo một nắng, chuyện muốn nướng cái theo rồi, chuyện muốn nướng cái theo rồi. Ừ. Ở đây có gì không? Chỉ đặt chuyện cho mỏi tai. Cá này nướng ngọt quá thà luôn bạn. Mình nướng này, này ngon cá này ngon thiệt chứ. Ngọt. Đã ngọt ngay à. Chà chứ này. Có cái gì cá bự mà nướng thành ít thôi. Nóng. Nướng mình để lên con đi nó nóng mình lấy liền. Để thà cái nguội. Ừ, nguội tan để xuống cái đấy. Cái em cá chà chứ có cá tàu nướng thật nó không ngon. Bằng con cá này. Mình nướng con cá tàu mà nó chết, cá bự nó dở. Vậy thì mua về nuôi. Con này nhiều con cái nó phá mà chị không nổ thôi bạn ơi. Cá này chứ thịt nó thì ngon. Nó ăn không thứ gì chịu nổi. Bào hầm nó không giữ tòi lắm. Dẻ có sớ nha. Có rã cái sớ. Miền Tây không chỉ bằng cá này. Càng bự ăn càng ghiền. Xé rồi hết luôn. Nhìn cô nó vừa tay nó vừa chỉnh cái đem ra lọt nó lại con kêu vợ con lên cho ăn với tê tí con không ngủ đây. Đấy nó rầu cột này. Cái hàm nó hơi tí. Em ăn vô. Không sao. Không đừng tìm ảnh nè. Thơm không? Ngọc chuyện vô học lỡ là làm. Đâu ngay. Nè cái sớ nó nè các bạn. Sớ nó bự lắm. Lấy con mới lên cái tí. Lấy con mới. Chú vẽ cho cả nhà xem một tí. Mày rắn mày vô mày lấy cái bếp ra luôn tí. Bếp ra để lên mày. Nóng. Cái này nè. Nè bạn. Áo này chưa? Cái sớ nữa nè. Thấy cái lóc cũng để lại cục cúp nhà cũng mừng. Ừ. Ồ, cái sớ nữa nè. Không thấy hai. Có người nằm đâu có kiếm. Hai chai xịt mũi tôi để dưới góc luôn ha. Cái này thì mình chưa động tới các bạn ơi. Để ăn xong cái nướng này cái ăn cái này. Này mình cũng đãi đồ món nha. Món khô mình ăn trước, món nước ăn sau. Đem được ga lên nè. Trời. Bữa nay cũng có sườn heo nướng nữa nè các bạn ơi. Con sườn heo của chị Nam ngon. Nó làm chung lượt với của mình. Một nắng nút giữ cái tí không tiện à qua mùa dịch thì chắc lâu đời luôn á sao không lẽ qua mùa dịch này mày chết mày ăn vậy sao mày chết được nước lăn đi chứ không biết con biết sao không ăn mà mở á con biết muốn vô tí giặt nó cũng khó rồi đã dằn đầu cá mới xuống đất luôn rồi nó trót trót rồi tàu nó dằn chạy bình thường mình làm sao mà mày ở dưới nước miếng chảy lòng thầm tạo dạng cuốn nước như thường gì vậy ngắt cái lòng lại á
Này á, nói ăn khúc giữa thì thật nghèo. Thôi rồi. Giờ là cái đầu chưa ông giờ cũng... Tôi tưởng đâu, tưởng đâu chị Năm mày dở lên rớt cái đầu mắt. Cho nó không. Sao mà chú nó không được. Không ông ơi, vậy cũng được đi, nó còn cái nó tôi tưởng nó rút cái ruột mà nó còn cái bọng kiểu này. Thì thằng này nó có tay nghề nó dữ dằn lắm. Sao mà rút cái ruột được vậy, cái này chỉ bẻ cái đầu không. Giờ là cái kia cái đầu à. Chú không ăn đầu, ăn xương không mà chú nói. Thôi được cái đầu ăn đây, tôi tưởng nó rút cái ruột. Chú buồn sức. Bà lấy ngủ rồi nhá. Tại vì chú cũng ra thang nghỉ chứ. Thầy vô cái thang này. Thì mình ra tay mình sợp ngang. Bẻ ngang cái đầu liền nè. Giận ngang chú không. Nè cho ba công trường là thằng Cộng. Đi qua, đi qua. Mẹ ra đây ai ăn rẻ ăn chứ mình không có ăn như cả nhà. Chút nữa con đó chia ra người con cạp. Nghe biết không? Dù sao ăn cho hết chứ để dư nữa. Dù sao sợ mình làm khói lên cho chị. Xin mời cả nhà nha. Dạ chờ làm luôn. Lỡ mà sướng không đi. Chú sao không sợ thì... ăn mấy miếng sao sợ dư rồi đây. Chú sao không sợ cô lòng lố ăn cá hấp sợ. Chia cậu ăn trước. Chẳng đầu ghé ngót trước vậy. Sống đâu. Này phải chẳng là bữa chứ. Ừ. Cắn một kiến chứ không phải bò một tí. Tí màu đó. Tí màu đó cậu đó bằng nó bé một hình Messi. Ai người kia. Lỏng quá rồi cũng chết. Xin mời cả nhà ăn còng sườn heo nha. Còng sườn heo chị Năm mình nữa chi bệnh nướng chín nè. Ngon ngon. Này cũng trông giòn dữ vậy. Còn nóng mà ngon lắm bạn ơi. Chú sao cũng đâu có ăn đâu. Ăn đâu mà cái xương sụn sụn. Chót này anh ăn. Ai đâu ăn với tứ quỷ sụn sụn như giáp với chót đầu sườn hay giáp với ò đó khúc sườn khúc với gan ai đâu nè sụn này ò đó ngon quá mình ăn nhín nhín đi có mua nữa nè review cái món kia đi đừng nóng lợn cá giờ cũng còn ngon chắc còn nóng gấp con sườn cũng chưa chịu ăn nữa. Làm chứng hết cá mày. Con giận còn ngon thắt dần. Đem con cá nướng lên nữa thấy. Đây mình để cái bếp ở đây nè. Trong hết luôn rồi. Ờ bếp dưới đó đó. Làm mấy đệ tử ra tí. Để bếp dưới đó cái mình ăn trên bàn bên này. Cá này cá khủng nhất nè. Hằng nãy giờ ba con rồi, còn con nữa nè. Còn hai con cá nướng nữa phải không tí? Con nướng này với con kia. Nướng 5 con luôn mà. Ừ. Còn con này với con dưới nữa bạn. Là mình nướng 5 con. Còn trong đây nằm trong đây 4 con nè. Con đều hơn chưa đụng. Lớn đều hơn mấy con này, con này nó. Em tính ăn đầu nó khoái cái măng gió con cá lau kiến này, con béo quá. Cạp nãy giờ. Giờ thì mình khai trương món mới các bạn ơi. Mình lo cái trước, mình lo cái được rồi. Ta dặn ngang cái đầu. Ô, nó rồi chia ra người con các bạn ơi. Miếng cái xương của mình làm con nó lo cái. Coi thử cái thịt nó nướng với lại luộc thì nó cái nào nó teo nhiều. Rồi. Nướng nó teo nhiều hơn thật là hơn luộc rồi. Luộc nó con. Các bạn. Thật nó còn nhiều lắm, nó không có bị bọng. Nó không có rút nước. Còn cá nướng mình nó rút nước. Nó tôm nướng nước. Trời ơi, thì không nhảy luôn chứ. Chết nó nhảy. Chết mấy đệ tử rồi. Con cá còn sống. Dịch. Thế như cái này mình luộc mà. Chưa ai ngon mà năm chơi rồi. Đỡ bị khô.
ăn đi để hơi nguội nữa, tắt nguội nữa. Nên này chưa đây. Xong rồi. Lọt đi. Đã có tao còn đấy mày. Rồi tao ngày tư chết ăn sao? Đáng tao còn đâu ăn, chờ cái bự chưa đó nghe. Mày làm luôn hả? Cái này để đó thì vậy đó đây, từ từ chút nữa thì dư lợi nó bất biến cái tính khác. Ta còn đường binh hay sao? Từ từ lấy đặng xuống. Không phải dư như đang không thừa. Sao rớt hoài vậy? Con tiếng sao lựa sao mà như dở lên tự tuột xuống luôn rồi. Ủa hay vậy, giống tự tuột lắm ha. Sao có thấy tuột xuống hết khúc đâu, tại như bẻ ra chứ. Chỉnh rồi bạn ơi, xong rồi bạn ơi, để đâu cũng để nó lên sao để vô. Xin mời bạn nha. Sao kèo này không quen hay sao mà kêu mới chậm hơn chứ sáu rồi đi. Đâu nào cũng phải lạ chứ. Đâu phải cái nào cũng quen. Bình thường tao thấy trước cái trước cái hết này kìa. Rồi tay đâu, chân được cần rồi. Thầy rau chút xíu. Trời thôi mùi xả với gừng đất xeo không. Mà xong cái chứ sao thì chắc là xong rồi. Thôi mình thảm cái nữa đi. Mình làm mà chủ yếu cũng ăn chứ đâu có nhậu bao nhiêu không. Trường rồng rồi. Đã quá là cái người. Thôi thôi, ngon lắm bạn ơi. Quá. Thơm chả thì thơm miếng gừng. Miếng cái con của thằng Bí làm miếng rụt hơn con này nè. Hả? Kiếm nằm ở dưới. Nó nhiều rồi. Nhiều người con gái miền Tây mình có chồng ở đây nó thèm những món đặc sản miền Tây. Như vậy đây, lâu kiến thì ít. Chứ là có kiếm lắm. Dưới sông đây ở mình đây dưới sông là không có lâu kiến các bạn. Có ai nuôi về trong hàm mình rồi. Có chứ còn ở dưới sông là không có lâu kiến. Ở gái miền Tây có chồng về đây nó trời ơi nhìn thèm cả lâu kiến quá trời của đất. Cái đầu này hồi nãy mới để lại cái gì đi. Lấy con này trước kìa. Thôi mấy anh em mình ăn xong rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì còn dư một con cá lau kiến. Cái chén của mình còn nhiêu đó kìa, mình ăn hết nào quá. Đấy còn còn cái nhân. Thôi clip mình dừng đây các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn nha.